Em xin mến chào anh chị và các bạn đam mê vào thích mai vàng. Trước tiên em cũng không có gì hơn là xin được gửi đến anh chị lời chúc sức khỏe, vui vẻ và thành công trong công việc. Thì clip ngày hôm nay em cũng xin được chia sẻ đến với anh chị về vấn đề, đó là chúng ta khắc phục cái tình trạng mà đối với những cây mai sau khi chúng ta bấm xả tàn và chúng ta thay chất trồng rồi tưới kích rễ để phục hồi và chăm sóc trở lại ha, thì nó phát triển ra được một cơ chồi hoặc là nó chỉ ra được có một chùm lá ở ngay cái đầu vị trí vết cắt mà chúng ta bấm xả tàn ha, rồi nó đứng lại và nó không phát triển nữa một thời gian 2 tháng, thậm chí là hơn 2 tháng, nhưng nó vẫn không phát triển ra cái chồi mới mà nó cứ đứng im như vậy. Thì hôm giờ cũng có nhiều bạn hỏi á, là anh ơi, sao cây mai của em sau khi bấm xả tàn rồi em thay chất trồng mới và em cũng đã tưới kích rễ đầy đủ cho cây, nhưng sao nó chỉ ra được có một chùm lá ở ngay đầu vết cắt ha, rồi nó đứng luôn hơn 2 tháng rồi mà nó không có phát triển tiếp. Lá nó đã già lại hết rồi nhưng nó không phát triển nữa, nó cứ đứng im vậy. Thì phải làm sao? Thì cái trường hợp này á, là do cây mai chúng ta nó yếu, cho nên nó chỉ đủ sức ra được một cái cơ chồi như vậy thôi, hoặc là nó ra chỉ được có một chùm, là chùm ở ngay chỗ cái đầu vết cắt ha, rồi nó đứng lại một thời gian dài, có khi có cây thì 2 tháng, rồi cũng có cây thì nó có tới 3 tháng nó mới hồi phục nổi, nhưng nó không có chết được nha anh chị, nó chỉ có một chùm lá vậy thôi, nó cứ nằm vậy đó, nhìn cái cây nó cảm giác như nó èo ụt suy yếu lắm, nhưng nó không chết được nha anh chị. Anh chị mình đừng có thấy nó như vậy rồi anh chị mình lại cứ tiếp tục đè những cái kích thích anh chị mình tưới liên tục vô ha, thì anh chị mình tưới nhiều quá, bởi vì cây nó đang mất sức, nó cần phải có cái thời gian để nó hồi phục lại, thì nó sẽ nhờ những cái lá này đây, những cái lá mà nó ra nó, những cái cơi lá mà nó đã ra nó nằm đó, thì nó nhờ những cái lá đó quang hợp để giúp cho nó phục hồi lại, nhưng nó cần phải có thời gian, anh chị mình đừng có nóng ruột ha. Thì cái trường hợp này á, ở trên vườn em thì năm nào em cũng gặp, không có năm nào mà không có hết, năm nào cũng phải có vài ba cây như vậy ha, nó bị cái tình trạng như vậy. Thì thường á là đối với những cây mai á, mà giai đoạn cuối năm á, nó ra quá nhiều bông, rồi sau đó sau Tết á, chúng ta lại bấm xả tàn và thay chất trồng, thì ít nhiều gì nó cũng tổn thương cái bộ rễ, cho nên dẫn đến cây mai chúng ta nó càng mất sức, thì nó sẽ phục hồi lại rất là lâu ha. Nhưng nó đã ra được một cái cơ chồi thì tức là cái cây nó đã có sức sống, nó không ra mới sợ ha, nó không ra thì nó mới có thể nguy cơ nó chết, chứ còn nó đã ra rồi thì nó không thể chết được nha anh chị. Rồi một cái trường hợp thứ hai mà cũng hay bị cái tình trạng, tức là sau khi nó ra được có cơ chồi hoặc chùm lá ở ngay cái đầu vết cắt xả tàn ha, rồi nó đứng lại nó không phát triển nữa, đó là đối với những cây mai phôi mà chúng ta mới trồng ha anh chị. Đối với những cây mai phôi mà mới trồng, hoặc là những cây mai mà trong cái giai đoạn đầu năm mà nó đang ra lá non á, nó đang ra những cái lá non như thế này mà anh chị mình bấm xả tàn ha, thì dẫn đến cây mai chúng ta nó bị mất sức, mà cho nên nó có thể ra, nó chỉ có thể ra được một cái chùm lá như thế này thôi rồi nó đứng lại. Thì nói chung á, nó còn tùy thuộc vào cái đề kháng và cái sức sống của từng cây, chứ không có cây nào mà nó phát triển giống cây nào hết. Như trên một cái vườn mai của em đây, như anh chị mình thấy, tuy là chế độ chăm sóc, phân thuốc, đồ tưới tắm như nhau hết, nhưng cây thì phát triển rất là mạnh, cũng có cây thì phát triển rất là yếu ha, chứ nó không có thể nào mà nó tất cả nó đều phát triển tốt hết được. Thì cũng có những cây giai đoạn cuối năm bông ra rất là nhiều, dày đặc bông luôn, rồi sau Tết cũng bấm xả tàn, nhưng sau khi chăm sóc lại thì nó vẫn phát triển mạnh bình thường, đó là do cái đề kháng của cái cây nó mạnh ha, cái sức sống của nó mạnh. Hoặc là những cây mai phôi mới bứng cũng vậy, có cây thì phát triển rất là mạnh, trồng vô một cái tưới 2 lần kích rễ là ra mầm rồi, nhưng có cây tưới 5-6 lần nó mới ra, thì nó còn tùy thuộc vào cái sức sống của mỗi cây. Như trên vườn em thì anh chị mình thấy, như cây mai này đây,
đầu năm em bứng ở dưới đất em đưa lên chậu, em bấm xả tàn rồi em trồng, em cũng tưới kích rễ chế độ như những cây khác. Nhưng á, sau khi nó ra được có một cái chùm lá ở ngay đầu như thế này đây, rồi nó già lại và nó đứng luôn, 2 tháng mấy rồi nó không có phát triển ha. Mặc dù em đã tưới 5-6 lần kích rễ rồi đó, nhưng nó chỉ đứng như vậy thôi, rồi nó không phát triển nữa. Như những cây mai này của em, anh chị mình thấy ha, tới giai đoạn này nó đã ra tới cây 2, cây 3 rồi. Trời, nó cứ vươn ra mầm như thế này đây. Nó ra tới cây 2, cây 3 rồi, xum xuê cây như thế này rồi. Nhưng cái cây này nó chỉ mới nhú ra, trồi ra như thế này thôi. Thì đây là cây mai mà em muốn chia sẻ đến với anh chị mình trong cái chủ đề video ngày hôm nay. Ha, đó là cây mai này. Sau khi mà em đã bấm xả tàn thì nó ra có một chùm lá và nó đứng tược lại. Thì đối với trường hợp mà những cây mai nó bị cái tình trạng như thế này, thì anh chị mình đừng có cố gắng mà sử dụng những cái kích thích phun quá nhiều nha. Anh chị mình đừng có cố gắng phun, có phun nó cũng không có ra được. Bởi vì cây nó đang mất sức, nó cần phải có thời gian để nó hồi phục lại. Thì những cái lá, những cái chùm lá mà nó ra, những cái chồi mà nó ra, nó đứng lại và lá nó già như thế này đó, nó sẽ giúp cho cây mai chúng ta nó quang hợp và nó lấy lại cái năng lượng. Nhưng nó phải có thời gian nha anh chị, chứ không phải một ngày một bữa là được đâu. Thì cái những cái trường hợp như thế này á, em đã gặp nhiều rồi. Cho nên cái hướng khắc phục của em á, tức là cứ để tự nhiên. Chúng ta tưới tắm cho cây, giữ ẩm cho cây mỗi ngày. Mỗi ngày anh chị mình cứ phun nước mát cho cây mỗi ngày bình thường. Thỉnh thoảng á, 10 bữa nửa tháng anh chị mình á, sử dụng cái vitamin B1 ha. Vitamin B1 anh chị mình phun lên cái thân cành cho nó một lần. Chứ anh chị mình đừng có sử dụng bất cứ một cái loại phân bón gì anh chị mình bón lên nha. Bởi vì cây nó đang mất sức, bộ rễ nó chỉ có thể nhú ra được một xíu đó thôi. Mà anh chị mình đưa những cái loại phân bón NPK đó, anh chị mình bón lên thì nó sẽ làm cho cái đầu rễ nó bị hư, bị cháy. Thì dẫn đến cái cây mình nó mới có thể dẫn đến cái cây mình nó bị chết. Còn anh chị mình cứ để như vậy, anh chị mình tưới tắm cho cây bình thường, thì cái cây mai chúng ta nó sẽ từ từ nó hồi phục. Nó không thể chết được. Nó đã ra được cái một cái chùm lá rồi thì nó không thể chết được nha anh chị. Đó thì như cái cây mai này của em, sau một cái thời gian mà hơn 2 tháng ha, thì cây mai này em xả tàn là từ hôm rằm tháng 1, 15 tháng 1 âm lịch, mà cho tới hết tháng 3 ha, tới cuối tháng 3 âm lịch, thì nó chỉ có một cái chùm lá, một nùi lá như thế này ở mỗi cái đầu cành, và nó đứng ha, nó đứng im như vậy ha. Em chỉ có tưới tắm, tưới nước cho cây mỗi ngày, rồi thỉnh thoảng em phun cái vitamin B1 pha loãng lên cái thân cành cho nó một lần. Thì sau hơn 2 tháng anh chị mình thấy ở trên cây nó xuất hiện, bắt đầu nó nhú một vài cái chồi non nhỏ như thế này đây. Thì tức là cây mai chúng ta nó đã hồi phục, nó đủ sức ha, nó đủ sức rồi thì bắt đầu nó sẽ phát triển. Thì lúc này em sẽ tiến hành tưới kích rễ lại cho cây. Em sẽ tiến hành sử dụng kích rễ em tưới cho cây, và đồng thời em sử dụng cái phân bón lá NPK 30-10-10 để em phun. Em phun lên cái bộ tàn của nó để giúp cho những cái chồi này nó nhanh phát triển ha anh chị. Thì cái kích rễ mà em sử dụng để em tưới cho cây mai của em ở đây đó là cái em sử dụng cái Atonic và Humic ha. Em sử dụng Atonic và Humic để em tưới cho cây 2 lần. Mỗi một lần cách nhau 10 ngày. Em chỉ tưới 2 lần thôi nha anh chị. Bởi vì trước đó là chúng ta đã kích rễ cho cây 5-6 lần rồi ha. Nhưng mà nó chỉ ra được có một cái chùm lá như thế này rồi, nó đứng lại. Sau hơn 2 tháng cái cây nó đã ổn định, nó hồi lại và nó nhú ra được một vài cái chồi non như thế này đây. Nó chỉ nhú được một ít cái chồi non như thế này thì tức là cái cây mình nó đã hồi lại. Thì em sẽ sử dụng cái Atonic và cái Humic này để giúp cho cái cây mai nó tăng trưởng,
Bởi vì cái này nó là kích thích tăng trưởng mà, giúp cho cây mai nó tăng trưởng, để giúp cho cái bộ rễ nó phát triển nhanh hơn. Và đồng thời á, là em sử dụng cái phân bón lá NPK 30-10-10 ha. Phân bón lá NPK 30-10-10 cộng TE để em phun qua lá cho cây. Thì anh chị mình biết tại sao em lại không sử dụng cái Atonic để em phun, mà em sử dụng cái 30-10-10. Bởi vì á, cái lúc này là trên cây chúng ta nó đã có lá rồi. Và anh chị mình biết á, những cái chùm lá này nó ra nó đã già rồi. Sau hơn 2 tháng và những cái chùm lá này nó đã rất là già rồi. Thì á, chúng ta sử dụng những cái phân bón mà nó có cái hàm lượng đạm cao này, chúng ta phun lên nó sẽ kích thích giúp cho những cái chồi này nó nhanh phát triển nha anh chị. Giúp cho những cái chồi này nó phát triển mạnh ha. Còn về cái liều lượng mà em sử dụng để phun tưới cho cây mai của em, thì trước tiên á là về cái kích rễ, thì em sử dụng là một gói Atonic, em cộng chung với 20cc cái humic ha, và em pha cho 20 lít nước để em chia ra em tưới. Thì anh chị mình á, cứ tùy thuộc vào cái cây của anh chị lớn hay nhỏ, rồi anh chị mình chia ra để anh chị mình sử dụng cho nó hợp lý ha. Còn về cái NPK 30-10-10 thì em sử dụng là 1 gram, em pha cho 1,5 lít nước, em phun qua lá ha. Em sử dụng 1 gram pha cho 1,5 lít nước và em phun qua lá để giúp cho những cái chồi này nó, những cái chồi non nó vươn ra nhanh hơn ha. Bởi vì sau hơn 2 tháng thì anh chị mình thấy nó chỉ có một cái chùm lá nó già như thế này rồi. Và tới giai đoạn này cây nó hồi lại thì nó mới ra được có một vài ba cái chồi non non như thế này thôi. Còn những cái chùm lá khác thì nó vẫn cứ như thế này. Cho nên em sử dụng một cái hàm lượng đạm cao này, em phun lên để nó kích thích. Kích thích nó giúp cho cái chồi này nó vươn nhanh hơn ha. Thì cái thời gian mà phun á, anh chị mình có thể sử dụng 2 lần đến 3 lần. Mỗi một lần cách nhau 7 đến 10 ngày. Thì anh chị mình á, chen vô giữa. Ví dụ như á, sau khi anh chị mình tưới cái kích rễ này được 4 đến 5 ngày thì anh chị mình sử dụng cái 30-10-10 để chúng ta phun qua lá ha. Đó thì như anh chị mình thấy ha, sau khi mà cái cây nó đã hồi lại, sau hơn 2 tháng mà cây nó đã hồi lại, thì em sử dụng cái em tưới kích rễ được 2 lần. Em tưới kích rễ lại cho cây được 2 lần. Và em sử dụng cái 30-10-10, em phun qua lá cho cây cũng được 2 lần. Thì bây giờ anh chị mình thấy những cái chồi non nào đã phát triển ra tương đối khá là đều rồi. Đó. Nó đã phát triển ra đều ở trên cây như thế này rồi. Ha. Thì nếu cái cây này mà chúng ta chăm sóc mà nó ổn định, chăm sóc tốt, thì tới giai đoạn cuối năm thì bông nó vẫn chơi Tết bình thường nha anh chị. Ha. Đó. Anh chị mình thấy chồi mới nó đã vươn ra đều hết như thế này rồi. Đó thì trên đây là tất cả những gì mà em muốn chia sẻ đến với anh chị trong ngày hôm nay. Thì cũng hy vọng có thể giúp ích được anh chị phần nào trong vấn đề chăm sóc cây mai. Thì clip tới đây em cũng xin được tạm dừng. Trước khi kết thúc thì em cũng xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi cũng như tin tưởng những gì em chia sẻ. Nếu thấy video em chia sẻ hữu ích trong vấn đề chăm sóc cây mai, xin hãy đừng quên bấm cho em một là like. Và anh chị nào mình chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.